Thưa quý vị và các bạn, chiều 3 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh U Huấn làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tại xã Ia Zom, huyện Gia Rai. Tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nghe Minh Hậu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đến cử tri. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Yazom kiến nghị khẩn trương xử lý tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lấn tại thôn 1 xã Yazom. Quan tâm sửa chữa nâng cấp tuyến đường quốc lộ 14C đoạn qua địa bàn xã để người dân đi lại đảm bảo an toàn, thuận tiện. Xem xét hỗ trợ, đền bù cây điều cho người dân khi giải phóng mặt bằng thi công công trình đại đội C-186. Lãnh đạo, các sở ngành địa phương đã trao đổi làm rõ những ý kiến kiến nghị cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri truyền đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định